Ấy vậy chị ơi, em thấy là tới luôn đi chị. Trời ơi, em thì đơn giản bây giờ dẫn theo là coi họ có hai câu là tới luôn đi chị. Hai đứa cho nhau cơ hội đi rồi có gì tìm hiểu thêm. Trời ơi hoài. Thì mẹ thấy mẹ thích á. Chào cô đi em. Dạ con chào mẹ, con chào cô. Mẹ nói thẳng là mẹ có hai đứa tiền anh rất là yếu. Vậy mà yếu. Nếu mà anh giữ không được thì để em giữ. Đó là chuyện đương nhiên. Còn nếu anh giữ được thì em cũng giữ. Em tên là Thái Thị Na, em 24 tuổi. Em làm nhân viên quản lý đơn hàng tại công ty CTS Đồng Nai. Em đang sống ở Thủ Đức à. Mời bạn trai. Dạ, em xin tự giới thiệu. Em tên là Trương Song Huy, năm nay em 26 tuổi. Hiện tại đang sống tại góc thành phố Hồ Chí Minh. Em đang là giám sát kho của công ty DKSH Việt Nam. Giám sát kho hả? Dạ. Bạn quê đâu? Dạ, em quê gốc là ở Quảng Ngãi. Nhưng mà em sinh ra và lớn lên là thành phố Hồ Chí Minh. Em quê ở đâu? Dạ, em quê ở Quảng Nam. Điểm mạnh, điểm yếu của bạn là gì? Dạ, điểm mạnh của em thì em rất là nhiệt tình, sống chân thành, em hướng ngoại. Đặc biệt là em rất là thích đầu tư vào việc chăm sóc con cái và xây dựng gia đình hạnh phúc. Vậy hả? Muốn có mấy đứa con? Dạ, hai đứa là đủ rồi chị. Bạn trai, bạn có thích con nít không? Bạn muốn đẻ mấy đứa con? Bạn có ý tưởng gì để chăm sóc con cái mình chưa? Em thì cũng quan điểm với bạn là em cũng thích hai người con gái càng tốt mà. Dạ. Tại sao thích con gái? Thì giống anh Nguyễn Linh. Giống anh Nguyễn Linh. Ưu điểm, khuyết điểm là gì em? Em là người là vui vẻ, hòa đồng. Em không có đụng vào tứ đổ tường. Và cái công việc nhà như là lau dọn, quét dọn nhà cửa, nấu cơm, nấu nước gì đó thì em đều làm được. Ồ, giỏi, giỏi rồi. Dạ, tại vì mẹ em đã dạy em từ lúc em còn nhỏ phải tập những công việc đó để mình làm cho nó quen. Mà sau này mình có lấy vợ thì mình cũng làm đúng cho con cái mình. Mình làm cho vợ, mà người ta hay nói là mọi vợ. Mấy người hay nói tôi vậy lắm, người ta nói trời ơi, ông làm mọi cho vợ cứ suốt ngày rửa chén, nấu cơm, rồi giặt giũ quần áo, rồi quét nhà, rồi cứ nói đâu sao đâu. Vợ mình làm chứ đâu phải làm vợ người khác đâu, sợ. Dạ. Anh đừng có lo điều đó ha. Có khuyết điểm gì không em? Khuyết điểm của em thì em là một người có hơi nóng tính một chút. Và khuyết điểm còn lại của em là đôi khi cũng hay quên. Hay quên. Dạ. Hay quên. Rồi, còn Na? Khuyết điểm thì em hay quên. Ủa sao hai người nào cũng hay quên trơn vậy? Đừng có nói quen nhau vài bữa nó ủa anh là ai, em là ai vậy ta? Với lại là em là không được quyết đoán cho lắm. Cho nên là em cần tìm một người chín chắn giúp em đưa ra những quyết định đúng đắn. Rồi, bên đây chín luôn rồi, bên đây quyết đoán lắm. Rồi, tình trường đi. À, em trải qua bao nhiêu mối tình rồi? Dạ em trải qua hai mối tình. Mối tình thứ nhất thì tại anh đó lăng nhăng quá cho nên là em mới chia tay. Còn mối tình thứ hai thì bởi vì hai đứa cũng không hợp nhau. Mình ghen bao lâu thì mình chia tay? Dạ 8 tháng. Em có bao nhiêu mối tình? Dạ thì em trước giờ chỉ trải qua mối tình chính thức là được 3 năm thôi à. Là chia tay. Rồi tại sao 3 năm rồi mà chia tay vậy em? Dạ thì cái lý do thứ nhất, lúc đó tụi em còn quá trẻ, chưa có tính chắn để nghĩ tới cái chuyện kết hôn. Cái lý do thứ hai là gia đình bạn gái thì ngay từ đầu đã phản đối là quen nhau vì ở xa quá, với lại gia đình bạn gái không thích người con trai thành phố. Ủa bạn gái ở đâu? Dạ bạn gái ở An Giang miền Tây ạ. Kỳ lạ ta, nhiều người thích ra thành phố lắm mà ta. Em Na thích con trai ở đâu? Dạ em ở đâu cũng được. Có bí mật gì không? Dạ có. Rồi, tiết lộ luôn đi. Em thì em rất là ngại về cái màu da của em nó hơi ngâm ngâm. Em thấy là trai Việt Nam là toàn thích da trắng thôi. Cái vấn đề đó thì bạn cứ yên tâm, mình thì không em, quan trọng gì vấn đề đó. Em đâu thích da trắng hay da ngâm? Dạ, da ngâm giống em. Dạ. Thấy chưa? Bên kia là có bí mật vậy, em bạn có bí mật có gì không? Bạn trai có bí mật gì không? Dạ không, em không có bí mật gì hết. Bí mật gì được hả? Chắc không? Dạ, dạ chắc ạ. Dạ, tật xấu của em thì em chỉ qua là ngủ nướng thôi. Ngủ nướng hả? Nướng nhiều không? Nướng cỡ nào? Dạ cũng nửa tiếng vậy đó là vậy rồi. Cũng chưa khét đâu. Mà khét lừa ẹt một mấy tiếng mới khét ha. Thôi bây giờ tới mẫu người lý tưởng đi. Em muốn tìm một người bạn trai như thế nào rồi nè? Dạ em cần tìm một người bạn trai cao trên 1m65. Bên kia cao nhiêu? Dạ, hơn. Dạ mấy 69 chị ơi. Rồi được. Về tính tình thì điềm đạm, hài hước một chút, biết san sẻ công việc, chịu khó làm ăn, có chí tiến thủ. Còn điểm gì em không thích ở người bạn trai? Dạ em không thích bạn trai lăng nhăng, gia trưởng, cộc tính và không thích bạn trai nhậu nhẹt nhiều quá. Thôi bên kia có nhậu nhẹt không? Nãy giờ chưa hỏi. Tứ đầu tư không có rồi. Không lăng nhăng. Dạ, rồi nhìn bạn là biết rồi, không bạn thích người con gái như thế nào? Cái điểm đầu tiên á mà em mong muốn người bạn gái là đeo kính giống em. Đeo kính hả? Bên kia lấy kính đeo vô đi. Dạ em cũng bị cận nhưng mà em không đeo kính. Trời ơi dở. Bữa nay bấm nút xong rồi dẫn nhau đi mua cặp kính nha em. Dạ. Về vấn đề mà ngoại hình á thì em chỉ cần cao 1m50 trở lên là được. Mập ốm cao thấp gì đó thì em không quan trọng. Tóc nâu môi trầm được không? Dạ được, tại vì em thì thích người phụ nữ là pha một chút truyền thống với hiện đại một chút. Vậy là thấy đạt chuẩn hết trơn hết trọi rồi đó. Em không thích gì người phụ nữ?
Dạ em không thích người phụ nữ là hay càm ràm với lại son phấn lè lẹt quá là được. Thế nào là lè lẹt? Dạ nói chung là khi mà mình đi chơi đơn giản thôi, chứ đừng có đánh phấn đánh son nhiều quá. Cỡ này được không? Coi kìa. Đó. Dạ em chào chị. Dạ cũng được chị, tại vì lên chương trình thì nó như vậy thôi, nhưng mà khi ở ngoài thì em thích sự đơn giản hơn. Ở ngoài chị cũng vậy đó. Vậy là đơn giản lắm rồi mà ta. Đẹp không em? Dạ đẹp, rất đẹp ạ. Son phấn chút xíu ta đẹp chứ có gì đâu mà không thích. Dạ. Làm gì ngồi mà quíu tay quíu chân dữ vậy? Dạ đâu có đâu, em ngồi. Cái bụng này hơi bự á nha. Tại vì như vậy là em đã ốm trước hơn rất là nhiều rồi đó chị. Ốm hơn bao nhiêu ký? Bụng bự. Dạ, em là nhiêu ký? Dạ 18 ký, ốm hơn 18 ký. Hả? Chứ hồi đó em nhiêu ký? Dạ hồi xưa thì em nặng đến 98 ký lần. Rồi sau đó thì một thời gian, cái năm vừa rồi á, em có đi tập thể hình, tập gym để cho cơ thể mình nó ốp bớt. Thôi bây giờ quay lại vấn đề chị hỏi nè, bây giờ nếu được thì khi nào em tiến tới hôn nhân? Dạ về cái vấn đề mà thời gian tiến tới hôn nhân á, thì cái chuyện đó đối với em thì nó thoải mái thôi, tại vì mình không có nói trước về cái vấn đề đó, nói trước mất công bước hôm qua. Thì khi nào mà tình yêu của cả hai đã đủ lớn, đã cảm thấy được là mình thấu hiểu nhau, mình cần nhau cho cuộc sống này, thì cái chuyện kết hôn chỉ là sớm muộn thôi. Nhưng mà quá. Mình phải có chuẩn bị sẵn sàng. Bây giờ mình cứ nói vậy rồi mình không chuẩn bị, tới lúc tình yêu nó chín mùi rồi không có tiền đám cưới. Thì có chứ ạ. Cái đó thì nhà cửa thì em có đầy đủ hết rồi. Nhà cửa có luôn rồi. Dạ. Rồi. Nhà tên, của tên. Ai? Dạ nhà của bà mẹ em với em. Là về làm dâu đúng không? Dạ đúng rồi. Rồi nó nghe nè. Dạ. Bên này là bạn gái có cái kế hoạch là thích nuôi dạy và kế hoạch con cái rất là ổn định. Em có cái kế hoạch gì để mà phát triển kinh tế, để mà ổn định, để mà lo cho con cái chưa? Vì bạn này rất quan trọng chuyện con cái. Dạ như vậy, con cái thì con mình là mình phải nuôi, đó là chuyện đương nhiên. Mà nuôi đương nhiên, nuôi sao mới được chứ. Còn về cái công việc của em thì mình cứ tiếp tục để mình có những cái tiến tới, những cái mà phát triển sự nghiệp, thì cái đó em cũng phải định hướng. Ok. Ý gì Tường nói là sao mà cái kho đó của mình luôn á. Đúng rồi đó. Đến qua coi đàn gái thế nào mà chỉ qua chỉ hỏi quá trời luôn nha. Phải hỏi chứ. Ô, chào anh gái. Dễ thương quá. Nãy giờ em nghe anh bên đó nói chuyện em cảm nhận sao? Em cảm nhận là anh đó là một người nước da thì hơi ngâm một chút. Hơi không ngâm, con... anh không ngâm. Không. Anh quá ngâm luôn á. Tính tình thì chắc là cũng bộc trực. Cũng dễ thương lắm á. Em có ngại làm dâu không? Dạ không. Vậy được rồi ha. Dạ. Khỏe rồi đó, anh thấy cũng hợp lý đó. Cặp này ổn rồi, cặp này thích hợp rồi. Rồi. Hôm nay em có đi với người thân không? Dạ có, em đi với lại em gái em với lại bạn em. Anh thấy anh này sao? Dạ em chào chị Cát Tường và anh Quyền Linh ạ. Thì em cũng không có khó tính lắm, nhưng mà em cũng muốn hỏi anh đó là anh có biết nghe được tiếng Quảng Nam hay là Quảng Ngãi gì không ạ? Được em. Chị em á thì nhiều lúc cũng hơi trẻ con á anh, thì em không biết là anh có chịu chị đó được không ạ? Tại vì hồi nãy anh có nghe bên bạn gái nói là cần một người hài hước, thì cái vấn đề đó thì anh không có thiếu. Cái chuyện đó thì em cứ yên tâm. Dạ. Ấy vậy chị ơi, em thấy là tới luôn đi chị. Trời ơi, em thì đơn giản bây giờ dẫn theo là coi họ có hai câu là tới luôn đi chị hả? Được. Tại em thấy anh cũng được cỡ tầm 80-90% rồi chị. Vậy là quá xuất sắc rồi. Tới luôn nha chị nha. Tới luôn rồi. Bạn trai hôm nay mình đi với ai nè? Dạ nay em có đi với bà ngoại, với mẹ và một số người bạn của mẹ. Chào ngoại. Ngoại trẻ quá nha. Chào chú Quyền Linh và cô Cát Tường. Dạ. Chào quý vị khán giả. Tôi là bà ngoại của Song Huy. Cháu đây thấy cũng dễ thương. Hai đứa cho nhau cơ hội đi rồi có gì tìm hiểu thêm. Trời ơi ngoại. Bà ngoại chắc coi bạn muốn hẹn hò nhiều lắm à. Chừng nào cũng có coi hết. Dạ. Cho gặp mẹ đi. Dạ. Chào Miền Linh, chào Trần Cát Tường, chào quý khán giả. Đây thì mẹ thấy là thấy cháu cũng xinh cũng được, thì mẹ thấy mẹ thích á. Chào cô đi em. Dạ con chào ngoại, con chào cô. Thấy chưa, mẹ thấy mẹ thích lắm. Nhà trai nhà gái đồng ý hết rồi, ăn thua là hai trẻ thôi. Kéo màn. Mời hai bạn. Dạ cảm ơn. Em hoa tặng em. Dạ em cảm ơn anh. Để cho em khỏi phải run và bất ngờ, thì anh sẽ mở lời chúc cho cuộc trò chuyện của hai đứa mình ha. Dạ. Thì lần đầu tiên thì anh cũng cảm ơn chương trình Bảy Mối Ăn Hò đã mang đến đây, mang đến một người con gái rất dễ thương mà xinh như em. Dạ em cảm ơn. Tại vì cái tâm lý khi mà hai người mà yêu nhau á, thì sẽ có cái tư tưởng là nhớ nhau và mong muốn được gặp nhau nhiều hơn. Em có thích xem phim không? Dạ thích ạ. Thể loại phim em thích là những thể loại nào? Có thể chia sẻ. Thường thì đi xem phim rạp thì em thích xem phim hành động. Hành động gì giống anh? Cho cặp vé đi coi phim liền luôn đi anh Linh, xong ngồi nói chuyện phim không vậy? Có hệ thống cùng rạp 212 Lý Chiến Thắng chứ toàn phim hay không à. Thì em nghĩ là cái vấn đề kinh tế gia đình thì nó như thế nào nó sẽ tốt hơn. Có thể là chia sẻ cho anh biết là ai là người giữ tiền. Dạ cho em hỏi là anh có biết giữ tiền không?
Nói chung là về vấn đề mà giữ tiền á, mỗi khi anh xài cái gì thì anh rút ra bao vừa đủ xài thôi, anh không dám rút nhiều, tại vì anh sợ là thấy nhiều tiền quá là mình phung phí. Vậy nói thẳng là về cái phần giữ tiền anh rất là yếu. Vậy mà yếu? Yếu là phải rút hết xài hết mới yếu. Yếu là rút hết chứ, là giữ tiền hay đó em. Em tính là nếu trường hợp như mình có vợ thì đương nhiên là phải đưa vợ giữ. Về vấn đề giữ tiền, nếu mà anh giữ không được thì để em giữ. Đó là chuyện đương nhiên. Còn nếu anh giữ được thì em cũng giữ. Anh chỉ cần mỗi một ngày á thì chỉ cần tiền uống cà phê, đi làm, đổ xăng này kia thôi. Là... mới yêu thì ông nào cũng nói giữ tiền không quan trọng, em giữ cũng được, anh không cần đâu. Rồi tới chừng năm sau có con nữa, sau thì lúc đó mình ngu quá ta. Bỏ qua chuyện tiền bạc đi, yêu nhau đừng nói chuyện tiền bạc, bây giờ tấn công luôn nè. Hát một bài nào đó tình cảm, tặng bạn gái đi mình nói chuyện tiếp. Dạ, anh sẽ hát tặng em một bài. Thì cái bài này nó hơi cao một chút, thì anh sẽ cố gắng hát để tặng em. Con đường rất dài, anh sẽ vững tin khi em đang cùng đi với anh. Và nói với chàng với sao anh muốn được gặp em. Đừng cố cho anh thấy vui và dối anh khi em buồn. Hãy nói ra hết những tâm tư trong lòng, để biến giấc mơ của chúng ta thành hiện thực nhé. Hãy nắm tay và bước bên anh người ơi. Ủa, tôi có thấy nó cao chỗ nào đâu mà tự nhiên vô nó cao lắm. Trời ơi, là tôi tưởng nó sắp bắt ghế cái nơi. Cảm nhận của bạn với bạn giọng ca của bạn nam như thế nào? Dạ, rất là ấm. Em thấy là anh có nhiều điểm rất là, tính tình rất là giống em. Về cái cách mà anh chia tiền cũng giống em. Hai ông bà này keo lắm. Bạn gái muốn chừng nào đám cưới? À, dạ, theo em thì đủ nắng hoa sẽ nở, đủ yêu thương hạnh phúc sẽ đông đầy. Thì sau khi chương trình sẽ còn rất là nhiều thời gian, rất là nhiều cơ hội để hai đứa mình có thể được biết rõ về nhau. Thì cái trong cái thời gian sắp tới đó, anh sẽ chứng minh cho em thấy tình cảm mà anh dành cho em là sự chân thành, sự thật lòng, và sẽ mang đến cho em sự yêu thương, sự che chở. À, mọi sự là ở anh, tất cả là vì em. Trời ơi, sao anh Quảng Ngãi này anh ơi, khúc nào mà anh nói hay dữ vậy trời. Câu này học lâu chưa? Dạ em... mọi sự lỡ anh. Chuẩn bị sẵn đầu á. Chuẩn bị sẵn đầu. À, anh không thấy đó, anh ngồi sau lưng đâu thấy anh đây nè. Mọi sự là ở anh, tất cả là vì em. Xong. Đó. Đặt tay vào nút bấm nha hai bạn. Suy nghĩ thật kỹ nha, từ nãy giờ chúng ta đã có ít phút để trao đổi, để trò chuyện với nhau. Cũng đủ để ta cảm nhận được rằng đối phương có phải là một nửa của mình hay không. Trái tim mình nãy giờ đã rung động gì hay chưa? Và suy nghĩ thật kỹ bản thân mình phải quyết định cho cái nút bấm của mình. Suy nghĩ thật kỹ nha. Hãy đưa ra quyết định của mình sau 3 tiếng đếm. 1 2 3 Hết thời gian. Vậy là đủ yêu thương rồi đó. Hoa bắt đầu chớm nở rồi. Dạ. Ha, cảm xúc đông đầy với hai bạn. Một cô gái rất là dễ thương, một chàng trai cũng thông minh, dứt khoát, quyết đoán, và cũng có một chút lãng mạn. Hy vọng rằng các bạn sẽ hiểu nhau nhiều hơn khi mà đến cụm rạp Cinebox 212 Liên Thắng xem phim. Tay nào nắm tay, cảm nắm nhận tay đầu tiên? Sao bạn thấy cảm giác sao? Dạ em hơi run. Hơi run đúng không? Có run là có yêu rồi đó các bạn. Nếu không yêu thì nó khó rung lắm. Anh trải qua mấy mối tình rồi? Dạ em trải qua 2 mối tình. 2 mối tình rồi? Dạ. Vậy mà nó nhút nhát. Hồi đó em vào này thì em thất nghiệp á, em không có muốn làm khổ ảnh nên em bỏ ảnh. Trời, cô này cũng lạ nha, tôi mà thất nghiệp mà ai lo cho tôi, có sẽ đu đeo theo chứ. Đầu một cặp đôi rất là nhiều cảm xúc cho tất cả mọi người ngồi ở đây, và anh Nguyễn Linh và Cát Tường cũng cảm thấy rất là vui. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với cặp đôi thứ hai của ngày hôm nay, xem họ có chạm được dây cảm xúc với nhau như vậy hay không nhé. Bắt đầu. Mời bạn nữ bước ra sân khấu. Mời em. Chào chị Cát Tường. Chào anh Nguyễn Linh. Mời bạn nam. Mời đi em. Rồi em giới thiệu đi, em tên gì? Dạ em xin tự giới thiệu, em tên là Trịnh Thị Trâm. Em quê gốc ở Quảng Ngãi, lớn lên thì ở Đắk Lắk, và hiện tại sinh sống và làm việc tại Bệnh viện Vạn Phúc ở Bình Dương. Em là dược sĩ á chị. Ở dược sĩ làm việc ở Bình Dương. Dạ. Quê Quảng Ngãi. Dạ. Ôi sao bữa nay nhiều người ở Quảng Ngãi thế nhỉ?
Rồi, mời bạn nam giới thiệu. Dạ, em chào anh Quyền Linh, dạ. Chào chị Cát Tường, chào bạn ở bên kia, chào quý vị khán giả. Em tên là Nguyễn Anh Vinh, nay là 31 tuổi, sống ở Quảng Ngãi và đang làm việc ở quận 9 thành phố Hồ Chí Minh, làm kỹ sư xây dựng cầu đường. Lại Quảng Ngãi. Rồi, điểm mạnh điểm yếu của em là gì? Dạ, điểm mạnh của em là năng động, tự tin, hiền, biết nấu ăn nữa chị. Còn điểm yếu của em chắc lẽ là do khó tính và kỹ tính một xíu, do tính chất công việc á. Khó là khó cỡ nào? Cũng vừa vừa chị. Bạn trai, ưu điểm, khuyết điểm của em là gì? Em ưu điểm là biết hót. Rung quá ha. Dạ, rung quá. Biết hát là được rồi. Dạ. Giờ hát bài cho đỡ rung đi nào. Dạ. Vàng cây lá bay, đôi tay ngây buồn mang si tư về. Này đôi mắt nhung kiều xa môi mềm tìm đến cơn mê. Niềm tin đã lạnh theo tháng năm giá băng. Em có nghe ngoài phố đang cây quà, bao nhiêu xa quà là bấy nhiêu tâm tình mang ý thơ mong chờ. Rồi hết rung chưa? Dạ. Rồi điểm mạnh điểm yếu của em là gì nè? Em ưu điểm là biết nấu ăn, nhiệt tình trong công việc. Còn điểm yếu là hay nhút nhát trước đám đông. Em là thích nga thẳng, đúng giờ. Chứ còn ví dụ như hẹn bọn mình 5 giờ là 6 giờ tới là em thích. Em nga thẳng. Đâu quay thích điều đó đâu, hẹn 5 giờ 6 giờ tới là bực mình lắm à. Dạ đúng rồi. Dạ. Anh trải qua mấy mối tình rồi? Dạ em trải qua 2 mối tình. 2 mối tình rồi. Dạ. Vậy mà nó nhút nhát. Lý do tại sao chia tay? Nói chung là thưa anh Quyền Linh, chị Tường với quý vị giả thêm. Mà em là cũng bị suy thận rồi, cũng được cái chiến nam rồi, nên là quen có mối tình sau á, là họ đâu lúc họ không thông cảm, việc chia sẻ hoàn cảnh này em á là chia tay. Rồi cái ở không luôn tới giờ đó hả em? Dạ. Bạn gái đã giờ nghe điểm mạnh điểm yếu rồi, nghe tình trường của bạn trai thì em cảm nhận bạn trai bên đó như thế nào? Cũng trải qua tình trường dữ dằn lắm rồi. Đâu gì đâu dữ dằn, thanh niên mà mới có 1-2 mối tình mà dữ dằn cái gì. Em trải qua mấy mối tình? Dạ em cũng 2 mối tình. Đó thì em cũng dữ dằn. Rồi em muốn mong muốn tìm một người bạn trai như thế nào? Cao 1m68. Anh cao nhiêu em ơi? Dạ em cao 1m67 vậy. Thiếu một phân nha cưng, du di cho người cùng quê bớt một phân nha. Với lại điềm đạm, hiền hòa một chút, nhưng mà biết thương gia đình nữa. Dạ cái đó là em có chị. Vậy thôi chị. Vậy thôi. Dạ. Tiêu chuẩn đơn giản vậy đó hả? Dạ. Điều gì em không thích ở người bạn trai? Hút thuốc, nhậu nhiều. Em thì thuốc để em hút mà nhậu ra xỉn quá chị. Thuốc không hút, nhậu một chai là xỉn. Vậy được không em? Đáp ứng nhu cầu của nó được rồi đó. Được ha. Bạn trai, mẫu người lý tưởng của em sao nè? Em thì cần một bạn nữ có 1m50 trở lên, còn người tròn tròn tí, tính tình thì ví dụ trung thủy, mẫu người gia đình. Thích người tròn tròn. Dạ tròn, dạ, bởi vì em ốm quá này em thích người tròn tròn tí. Quan coi coi tròn cỡ nào nha. Chờ là chút xíu. Tròn lắm. Anh chào Huy Linh. Quá tròn. Dễ thương tròn quay luôn ơi. Em thích người đàn ông da trắng hay da đen? Da gì cũng được, miễn sao mà khỏe được. Da càng đen càng khỏe nha. Thích mấy đứa con? Dạ 2 đứa là đủ rồi. Rồi, tròn ha. Anh có món quà tròn hơn em đó. Mình đi làm, mình làm dược sĩ là mình đi bán ở tiệm thuốc á hai em? Dạ, hay là bán trong nhà thuốc bệnh viện á chị. À, nhà thuốc bệnh viện. Chào chị, chị rất đẹp. Cảm ơn anh. Nghe khen đẹp có đứng hình luôn. Rồi giờ mình dự kiến là lập nghiệp trong này hay về Đà Nẵng? Dự kiến lập nghiệp trong này chị. Cũng phải định hướng bao lâu mình mua đất, mua nhà rồi gì đó mình mới sinh con đẻ cái. Dạ đúng rồi, được. Định hướng thì khoảng 2 năm là mình mới kiếm một cái chỗ nào. Nếu mà có điều kiện thì mua ở thành phố, không có thì mua gần thành đúng phố. Rồi, ra vùng ven ha. Dạ đúng rồi. Có cái điều gì em không thích ở một người bạn gái không? Cày nhà. Em như nấu ăn lần rồi được rồi, em thích cày nhà. Như người miền Trung mình có gia trưởng không? Dạ không, em không gia trưởng. Cụ thể công việc của em là công việc như thế nào? Em là giờ giám sát thi công công trình. Thoát là thứ nhất kích thước cô độ này nó chính xác hay không? Giám sát rồi còn có dám làm không? Dạ, giám làm chứ. Dám làm luôn á. Dạ. Phải dám làm ta mới cho giám sát chứ đúng không anh? Dạ. Rồi được rồi, cảm ơn anh. Hôm nay em có đi với người thân không? Dạ hôm nay đi với bạn thân của em ạ. Em chào chị Cát Tường. Chào em. Chào anh Quyền Linh. Chào khán giả ở trường quay. Bạn em thì khá là trẻ con. Không biết là anh có thể nhường nhịn được không? Cái chuyện đó là anh dễ, anh sống nội tâm lắm, anh hiểu lắm. Anh mà anh thích là thích dẫn bạn gái đi khám vậy. Dạ. Em chiều đi mua sắm á. À mua sắm hả? Dạ. Tưởng đâu thích dẫn bạn gái đi khám nghe. Dạ, đi mua sắm à. Nghe nó không? Rồi vậy được, khỏe rồi đó em. Rồi, cảm ơn.
Rồi bạn trai mình có đi với ai không em? Dạ em đi với ba em với đứa em ruột với một bạn đồng nghiệp. À, xin chào Quyền Linh và xin chào các chào chú à. Khán giả nữa. Sau này đã tìm hiểu được thì nói chung là cũng cầu chúc cho nó được trăm năm hạnh phúc. Là có điều rất mừng rồi đó. Mà không biết con bé này nó có chịu làm dâu chú không con? Có chịu làm dâu chú không con? Này con mới gặp mặt anh nè chú. Từ từ tìm hiểu rồi cũng cố gắng làm dâu chú nghe. Dạ con chào chú. Rồi bên kia chuẩn bị tinh thần á, đây tròn lắm à. Sao mà giảm cân đi. Kéo màn lên. Rồi em tấm quà nè. Cảm ơn anh. Rồi món quà bự hơn hai người luôn. Dạ. Dạ anh thấy em cũng đẹp. Dạ em biết cảm ơn. Em làm dược mà em làm ở quận mấy em? Dạ hiện tại em đang ở Bình Dương anh. Ngay chỗ Bình Chuẩn á. Dạ rồi em biết đó rồi. Anh thì làm quận 9. Hồi xưa anh cũng ở đó nhưng mà giờ anh dần chuyển xuống vô gần quận Trình á. Nếu mà anh với em hẹn hò thì tuần khoảng mình gặp nhau bô lao. Cái này là tùy vào công việc của em đó anh. Tại em làm ở bệnh viện á, khi trực hoặc là sắp lịch nghỉ không có thể cuối tuần. Dạ. Thì mình hẹn ở bệnh viện. Anh á thì công việc của anh á là không có ngày chủ nhật, không có ấy. Nên là anh có rảnh là rảnh thời gian tối. Cũng gặp thì chủ ban đêm. Dạ. Mà hơi xa đó. Dạ không xa anh không quan trọng. Lúc trước anh ở thì ngày chú visit 1 á, Bình Dương. Sao bạn gái cảm nhận bạn trai thế nào? Ố em tưởng. Thì có con gấu nó bù qua. Chắc này cũng ai chăm sóc không? Dạ. Nhìn cũng được, anh cũng cao. Anh với em đánh với đây được là cũng như một cái duyên rồi. Dạ. Nhau cho nhau cơ hội để tìm hiểu nhau cho hơi một phút thì không. Ví dụ cô không cho cơ hội thì sao? Thì cố gắng. Cô không cho luôn thì sao? Dạ. Mình nói nếu như bây giờ em và anh quen nhau, tìm hiểu nhau thì anh sẽ làm gì cho em tin vào những cái gì, anh sẽ hướng em tới tương lai gì đó. Nói đi, bắt đầu, đừng có nói cơ hội nữa nha. Thì nói chung là em cho anh cơ hội, chúng tôi đã tìm hiểu nhau. Tất nhiên em với anh với em là thấy có cái điểm tương đồng rồi đó. Để cho nhau cơ hội nha. Em sẽ làm gì? Sẽ làm gì để nếu, đủ nếu tiền cưới vợ? Nếu em cho anh cơ hội thì anh sẽ chứng minh điều gì? Đúng rồi, chứng minh điều gì? Là anh là người chồng tốt. Rồi tốt rồi, còn gì nữa? Tin tưởng, em tin tưởng, để em tin tưởng. Cùng bước tới tương lai. Sao hỏi cổ coi chừng nếu anh ấy anh thích em quá thì chừng nào em chịu. Hỏi đi. Hỏi đi. Dạ, anh thích em hả? Anh thích em. Thôi. Đặt tay vào nút bấm. Bây giờ quan trọng là do bạn gái thôi. Bạn gái hãy suy nghĩ thật kỹ. Và bây giờ chúng ta có 3 tiếng đếm để quyết định điều đó. 1 2 3 Hết thời gian. Hết thời gian. Một người chân tình như thế, chân thành như thế, nhưng tại sao em gái lại không bấm nút? Dạ vì tại em thấy không hợp lắm nè, ở xa quá. Ở xa anh đâu có ngại xa gì đâu. Nhưng mà em ngại xa. Anh có dễ thương không? Dạ có. Anh có chân tình không? Có, em thấy anh chân thành đi. À, chỉ có xa thôi. Dạ. Anh cảm giác trong lòng thế nào? Trời buồn tí thôi. Chắc chắn phải buồn rồi, bởi vì anh quá chân thành. Có một cơ hội để mình gặp cái người hợp với mình mà vì khoảng cách quá xa. Xin gửi tặng hai bạn nước xịt thơm miệng thảo dược Relax. Và đây gửi tặng hai bạn một phần quà của Kumagon. Trợ lý dạ dày, trợ sức thành công. Rồi,